Quê Quỳnh đô nghi bên hội bạn tiên yên sơn tăng tăng điều siêu quang miên siêu nam duyên la thích bằng cùng sang nghề kim phu
thánh xưa tiên trung vương. Tần gian nên từ bi mong chúng sinh khai quang thập thờ diệu quang linh trực đề đề chung sloan thanh xa người cung văn võ quân thần nghi văn võ quân thần nghi giao y sắc quỷ sử định đề nghị sắc sắc nhờ.
thiên đôi vạn cơ lệnh truyền thiên đôi vạn cơ đức ông bây giờ sắc giang anh định trước là phong chỉ thiên đình điều đình sau ra truy trách tỏ tình phen này ra uy trần thế biết tay dòng nhan ngay cuộc thơm từ diệu quang miên siêu nam xuyên nga tích bằng cùng sang nền kim phúc hoàng thân cờ thánh chúa tiền trúc trung vương vạn vạn sơ rất nghe thương lành vạn sơ rất tên ngài về tổng đôi chép biên do sản phi trong đệ tử bình ba thân xa ơn tử bình lân mân chân sinh vô ngã kim đình lệ dòng nhan thân cờ diệu quang biên siêu tam duyên đời
chân si chân nam nam hà vương tử đệ tam miên mài sòng soi kiếm chi sơn nên thắng ra hồi cung hoa hải đường hoàng thiên vương cô đệ nhân na đất mặc biên ni thuộc đất na sức sức hoành thắng ra hồi cung tên gọi đại hoàng thượng cô đôi tên gọi đại hoàng thì cô cũng ai sang dần gian quý hùng nghề thánh giá hồi cung cửa bể tâm mơ trông ra ngoài cửa suốt tờ mờ huyền thoại cô bé lá cờ cuồng phong dần thánh giá hồi cung lai lang xa trông biển lào lai lang xa trông nghìn huyền thoại cô bé trèo về cửa đông đoàn thánh gia hồi cung mình tam vị chú mương phục mang đế đi bồn quan phục mang đế đi xa tay sát quỷ trừ tình chóc xa
tân xa ân từ mình tân mân xung sinh vô ngã kim đỉnh lệ dòng nhan thân cờ diệu quang miên phải siêu thiên tôn văn sơ dâng lên thương lành văn sơ dâng lên mai về cùng đôi chép biên rõ ràng phê trong nhị tự trường sinh dòng nhan khai quốc thơm cờ diệu quang miên chiếu đạm duyên hoa tích hoàng cùng sang người kim phúc hoàng thân cờ thành chúa tiên trúc trung vương phùng thịnh như lai điểm hai hai thân nhơn siêu quang minh hai nhị nhị thông thanh hai tỷ tỷ thịnh hương hai hổ hổ vang thanh hai thủ thủ sao đông hai tâm tâm hoan hỉ hai túc quan bộ hành hạ bài sai chiếu toàn thân linh chiếu sáng nghi 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 ngh
mình là con vua thoại quốc quốc động động đình đình. Để tam thái tử người nghe giảng sinh để dòng
Lạnh sang từ quý điện tỏa danh lang nghe.
long long mô hố phục thành thành bàn đất. Hoàng tức thì long long lô địa địa thắng dừng lướt về thủy quốc một khi có phen lấy ngọc lưu ly đùng 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 sơn nước phép phép thì không ai đang
thiên độ vạn cơ lệnh chiến thiên độ vạn cơ quan quần bây giờ văn mặt sư dâng lên thương mại văn sư dâng lên ngài về tục đôi chép biên rõ ràng phi cho đệ tử bình an sự nghiệp dâng lên kim ngân sẽ được dâng lên ngài về tục đôi chép biên rõ ràng phi cho họ lên bình an dòng nhan hai quân thơm từ diệu quang miên siêu nam duyên ba tích bằng phục sang ở kim phúc hoàng hơn cờ cờ hạnh chúa tiên trung vương ba tâm xa ân từ bị lân mân chúng sinh vô ngã kim bình lệ dòng nhan thơm cờ diệu quang miên siêu nam duyên
ninh còn ghi thanh thanh tích tích y tôn tôn quang quang tuần và hiện thực đinh đinh cửa sông đông đông phục thờ ninh giang thiết
thiết lập ngôi đền thờ Quan Tuấn xanh. Cánh ngõ thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt bầy từ cổ dĩ lai, bao phen xuất nhập nhập trang đài đào loan quê Huệ xung về xương ta. Trên bát ngát đôi long xà hề phục tam đầu buồn buồn khúc khúc trâu lên linh truyền cho quỳnh quê đôi bên Quan Tuấn chắc sáng ngự lên sập rồng. Sắc ban phong ông kim chi tam sơ hay chóc tà quỷ chư tinh linh nghe tôn Quan Tuấn ngày vạn phép muôn linh linh nghe quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời. Chầu thôi lại trở ra đi quyết tướng bạch hổ lên chầu thượng thanh gia hồi cung